Ngày 29 tháng 12, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin, nhà tạo mẫu lừng danh Pierre Cardin đã qua đời ở tuổi 98 ở một bệnh viện tại Neuilly, phía tây thủ đô Paris, Pháp. Gia đình ông và Viện Mỹ thuật Pháp xác nhận thông tin trên, nhưng không cho biết nguyên nhân khiến ông qua đời. Pierre Cardin đã cách mạng hóa thời trang, ông ấy thật ấn tượng. Chúng tôi mong ông ấy có thể sống lâu hơn 100 tuổi. Ông ấy là một nhân vật của khu phố chúng tôi, rất được yêu quý. Nhân viên của ông cũng yêu quý ông ấy. Với tôi, sự ra đi của Pierre Cardin là một mất mát to lớn ở khu phố chúng tôi. Ông ấy là một người rất năng động, một người rất tốt. Pierre Cardin là huyền thoại thiết kế của đại chúng. Giới yêu thời trang gọi Pierre Cardin là nhà tạo mốt của tương lai với triết lý muôn thuở. Trang phục tôi thích là thứ được làm ra cho cuộc sống chưa xảy đến, thế giới ngày mai. Sinh năm 1922 tại Italy, Pierre Cardin và gia đình chuyển đến Saint-Étienne, Pháp năm ông 2 tuổi. Cha ông, một thương gia buôn rượu vang giàu có, muốn Cardin nối nghiệp hoặc theo ngành kiến trúc, nhưng từ nhỏ ông thích thú với ngành may mặc. Từ năm 14 tuổi, cậu bé Cardin bắt đầu làm thợ may học việc, học các kiến thức liên quan tới thời trang. Theo tạp chí Vogue, Pierre Cardin là người có kiến thức rất rộng về xây dựng, kiến trúc, điêu khắc và là nhà tạo mẫu hiếm hoi thời đó, có cả kỹ năng cắt may tuyệt vời. Cậu thanh niên trẻ tới Paris năm 1945, làm việc cho nhà mốt Parkin, Elsa Schiaparelli trước khi thành thợ chính cho xưởng may của Christian Dior, thời kỳ New Look nở rộ vào năm 1947. Tôi là thợ học việc của Christian Dior vì tôi là người đầu tiên Dior tuyển dụng. Khi Dior mở cửa lúc 8 giờ, tôi đã ở trước cửa từ 7 giờ 30. Tôi là người làm đầu tiên cho Dior. Lúc đó không ai biết Dior là ai cả. Năm 1950, Pierre Cardin thành lập thương hiệu mang tên mình. Phong cách thanh lịch, hiện đại giúp ông nhanh chóng được đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy, các ngôi sao truyền hình và người dẫn chương trình nổi tiếng yêu thích. Trên màn ảnh và bìa tạp chí, nữ diễn viên Elizabeth Taylor, Jane Moreau, Brigitte Bardot và Mia Farrow đã giúp Cardin lan rộng ảnh hưởng tới đại chúng. Tôi đã có cơ hội làm việc với Jean Cocteau, Christian Barrett, Christian Dior, Max Ophuls, Jean Delannoy, toàn tên tuổi lớn. Tôi cũng có những người mẫu đã giúp tôi có sức mạnh để tồn tại với bản sắc và cá tính riêng. Tôi đã làm theo cách khác những người khác để trở thành tôi ngày hôm nay. Dù người ta thích hay không thích, điều đó không quan trọng. Chúng ta phải khác nhau để người ta có thể công nhận mà không cần phải gọi thêm tên ai khác. Đỉnh cao trong các mẫu thiết kế của Pierre Cardin có thể kể tới là áo jacket không cổ được nhóm nhạc huyền thoại The Beatles lựa chọn trong bộ ảnh giới thiệu thành viên những năm đầu sự nghiệp ca hát. Tình yêu không gian, vũ trụ tạo tiền đề cho nhiều bộ sưu tập để đời mang tinh thần tương lai của Cardin trong suốt thập niên 1960-1970. Trong giai đoạn này, Cardin cho ra mắt nhiều trang phục lấy cảm hứng từ cuộc đua chinh phục vũ trụ giữa Mỹ và Nga. Trong đó, bộ sưu tập Cosmocos ra mắt năm 1964 đã trở thành tiền đề cho trang phục trong phim khoa học viễn tưởng Star Trek năm 1966. Tại đây, anh có thể thấy những gì tôi đã làm trong 70 năm là những sản phẩm thể hiện con người tôi, không bắt chước ai cả, vì bắt chước không phải là sáng tạo mà chỉ là làm cho khác đi. Với sáng tạo thì không thể thảo luận, dù thích hay ghét. Sáng tạo cho thấy con người tôi, cái tôi của tôi, khao khát tạo ra hình dáng, tạo ra vải vóc, tạo ra màu sắc mà tôi cảm thấy và cách mà tôi muốn trình nó ra cho mọi người xem. Trong suốt thời Hoàng Kim, nhà tạo mốt tiên phong nhiều xu hướng thời trang, ông dẫn dắt cuộc cách mạng cách tân đồ nam, giới thiệu những trang phục gợi cảm, thanh lịch, tôn chiều cao và tuổi trẻ đàn ông. Mong muốn mang thời trang cao cấp tới đại chúng, ông trở thành nhà thiết kế thời trang xa xỉ đầu tiên đưa các bộ sưu tập vào bán trong các cửa hàng bách hóa tổng hợp dưới dạng may sẵn. Trong sự nghiệp 70 năm của mình, Cardin khiến cho nhiều người phải thán phục, không chỉ vì sáng tạo trong thiết kế, mà cả sự sáng tạo trong hoạt động kinh doanh. Ông đã xây dựng nên đế chế của mình mà không cần tới một đồng vốn vay ngân hàng, nhờ lấn sân sang lĩnh vực nước hoa, mỹ phẩm, thiết kế nội thất, thiết kế ô tô, thậm chí giấy vệ sinh, giá đỡ bút chì, mũ bóng chày, thành nhà mốt đầu tiên đứng tên nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu.